mừng quý vị đến với chương trình Nhập gia tùy tục do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Tuần rồi á, vừa qua thì em phải học tiếng Việt nhiều hơn để em có thể chiến đấu với những bạn khác ở đây, chứ ở đây ai cũng nói tiếng Việt rành quá. Mà kể cả chưa rành lắm cũng vẫn cãi bình thường. Nên em muốn nói, thậm chí em cứ nhảy hẳn lên. Nếu mà bạn nào mà nói nhiều quá em muốn ngăn cản lại, em có thể lao sang ôm chặt lấy, giữ chặt lấy không cho nói nữa, chuyện bình thường. Nói thật sự thì mình cũng không phải là mình cướp lời của ai đó, mà đây là một cái nơi chia sẻ những cái ý kiến của bản thân mình, hoặc là chia sẻ những cái phong tục văn hóa khác nhau. Đúng rồi, mà mình cũng có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nên là mình phải dành lấy thời gian, đúng không em? Và sau đây chúng tôi sẽ mời gia đình lắm lời của chúng tôi ra sân khấu để chào quý vị. Người đầu tiên chúng ta cùng chào đón Mikachu đến từ Pháp. Alan đến từ Rumani. Elena đến từ Nga. CJ đến từ Nigeria. Cô gái đến từ Thụy Điển, Dennis. Giới thiệu Luân Vũ đến từ Mỹ. Như thường lệ, anh em mình sẽ đến với phần khởi động bằng các câu thành ngữ, tục ngữ. Các em lại đoán tiếp. Lần này ai đoán thì chúng ta sẽ giơ tay để đoán làm sao trọn vẹn một người từ người một nói để cho nó dễ. Ok, không anh em mình lẫn lộn. Anh cũng không biết là câu gì đâu, nên anh ở đây anh cũng sẽ đoán ngang bằng như bọn em. Đã có câu đầu tiên. Bốn cái biểu tượng tất cả. Tóc là xanh, tai, tóc đen và số 1. Number one. Không sắc. Nhưng mà không sắc phải nghe mẹ nói là sẽ phải rồi thóc, gội đầu. Gội đầu. Là sao ta? Gái hư kiểu không nghe lời. Gái ngoan thì là con gái tốt, cái gì. Cô gái cả tin nghe nhưng mà không muốn làm tóc bình thường thì đây là một điều tốt. Xin đề nghị là cái này cũng liên quan đến tóc, đến cả anh xoay cũng chưa phân tích được ra. Anh cũng không phân tích được, mời em. Ok. Con gái nghịch, ok, cá tính. Nếu mà quyết định là cuối cùng sẽ nghe lời thì sẽ trở thành là một cô gái tốt và tất cả cái này là một điều tốt. Cũng chưa nghe thấy câu nào ở Việt Nam có cái kiểu này. Sao lại là cứ emoticon đầu tiên lại là con gái vậy anh? Em vẫn nghĩ là đó có thể là đàn ông chứ. Thì đàn ông phải nghe lời bạn gái là nhất. Từ từ, chúng ta nhìn ở kia chúng ta không nhìn ra cái micro. Cái micro hả? Sơn Tùng MTP ngày xưa nghe lời của mẹ và trở thành ca sĩ rất là tốt. Sơn Tùng đấy em bảo, Sơn Tùng MTP nghe lời của mẹ thành con gái hả? Anh biết câu này rồi. Anh chỉ gợi ý hai người này không phải là hai người cùng một người. Cụ thể hơn, một người là con, một người là mẹ. Nào. Con trai phải nghe lời mẹ. Ôi giời ơi. Oh yeah, nó phải hả? Con trai phải nghe lời mẹ, con gái phải không à? Nào, bây giờ con làm gì đấy mà mẹ nghe? Hát, con hát. Yes. Mẹ nhẹ, là mẹ nói đúng. Mẹ nói rất ok. Được rồi, khoảng 7 điểm. Khoảng 7 điểm rồi. Mẹ hát con nghe. Không, đây không phải mẹ hát con nghe. Con phải nghe mẹ nói. Gần được rồi đấy, gần được rồi đấy. Hát đúng rồi đấy, nghe đúng rồi đấy. Con nghe lời mẹ. Không, rồi con. Anh ơi. Ai là mẹ, ai là con? Màu xanh sẽ là con. À. Con bây giờ làm gì đấy mà mẹ nghe thì mẹ. À. Con hát cho mẹ. Con hát cho mẹ nghe á. Con hát là chuẩn rồi đấy. Mẹ là nghe. Mẹ lắng nghe rồi, xong rồi mẹ con làm gì? Con hát mẹ là nghe và mẹ bảo là ok khen. 8 điểm, cố lên tí nữa, còn 2 điểm nữa. Con hát cho mẹ nghe, con hát tuyệt vời à? Mẹ lắng nghe, mẹ khen. Có điểm đấy. Khen cái gì? Gợi ý đi anh, gợi tiếp đi. Hay. Con hát, mẹ khen hay.
À, ý nghĩa là gì? Là mẹ luôn luôn thiên vị con mình. Đúng rồi. Con làm gì cũng khen. Con làm gì cũng khen, mặc dù là nó hát cỡ ngang anh thôi nhưng mà vẫn được mẹ khen là hay, hay, hay. Cũng như là con mình ở nhà vẽ bức tranh, vẽ miêu tả bố chẳng hạn, mình bảo cũng phải xem từ hướng nào mới là bố nhỉ, nhưng mà vẫn mình vẫn bảo đẹp quá. Em từ bé em hát đi, mẹ em bảo là thôi con, im đi, cứ hẳn có ngựa đau tay lắm. Thế mẹ em lại thật thà quá. Thì đúng rồi. Nhưng mà rất thiên vị. Dạ. Bao giờ cũng vậy, trong đi xem hội diễn kể cả ở Tây hay ta thôi, nhưng mà cứ đi xem hội diễn con mình biểu diễn thì con mình là hát hay nhất. Dạ. Mặc dù nó đóng vai cái cây, không hát tí nào cả. Ok. Được. Rồi, như vậy chúng ta đã giải được câu này và người gọi là đã đoán gần nhất đó là Valen. Chúc mừng em. Rất dạ. Xin mời câu số 2. Em biết luôn, không nói, em biết nhưng mà em không biết rồi. Từ từ, để anh, để anh. Cái này là đàn rồi. Rồi, mời Elena đi, mời Elena trước đi. Im lặng là vàng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hà đó. Là vàng, đúng rồi. Oh wow. Im lặng là vàng. Em thì nói là không nói nhiều là nhất. Không nói nhiều là nhất. Không, im lặng là vàng, còn nói ra thì là kim cương. Theo em biết là mình không biết thì nên im lặng. Im lặng thì mình sẽ lấy vàng. Còn nếu mà mở miệng mà sai thì nó nhục á. Nó nhục á, nó nhục á. Em nghĩ vậy á. Cũng có cái đúng á. Dạ. Cũng có cái đúng mà. Tại vì Hàn Quốc nó có cái câu là nếu không biết thì im lặng. Im lặng thì ít nhất là đi nửa đoạn đường. Còn nếu không biết mà nói thì không đi được gì luôn. Kiểu vậy đó anh. Ở Việt Nam có hai câu đó là biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tức là câu thứ hai là gì? Người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dại nửa mừng nửa lo. Tức là phụ nữ hay hỏi là anh ơi em sửa cái tóc này có đẹp không nhỉ? Thì đàn ông của anh cũng thường kiểu anh phải nói thẳng, đã là phụ nữ thì em phải thẳng thắn. Nhưng phải mà nói luôn. Vấn đề là phụ nữ họ sửa tóc, mình không biết họ sửa là họ có sửa không hay sửa cái gì. Bây giờ mình bảo ơi đẹp đấy em ạ, anh thấy cái kiểu mới này đẹp lắm. Lập tức trừng mắt, em đã sửa đâu. Anh xin lỗi, anh có thấy tóc của em mùa này khác đối với tóc mùa đầu tiên không? Có. Màu này nói thẳng đi, anh nói thẳng đi. Thì câu này là Elena nói chuẩn rồi. Im lặng là vàng. Im lặng là vàng, anh xác nhận. Còn câu của em anh trả lời riêng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3. Ôi giời ơi. Con trâu. Thế là không phải em bé là em bé bằng con trâu. Bánh xe. Bánh xe. Trâu. Em bé bằng trái tim. Em bé phải trở thành người già. Bà già. Già. Trẻ trâu. Là trẻ trâu. Tức là sinh ra này thì giống như trẻ trâu này. Rồi sau đó là có cái bánh xe. Tình yêu thì bằng với lại một con dâu mẹ chồng. Con dâu mẹ chồng. Ý đấy hay. Mời rồi. Thì là sinh ra là bằng trẻ trâu thì cuối cùng sẽ phải đi làm thôi. Cho em hỏi là trâu á mà nó có cái bánh xe bên cạnh, đấy là trâu lúa hay là... Đúng rồi. Trâu này là trâu kẻ à? Trâu kéo xe. Kéo xe, ok. Hoặc là cái bánh xe này liên quan đến di chuyển, mà để di chuyển được thì nó phải có một cái từ gọi là lái. Sinh ra để làm việc. Sinh ra chết làm việc. Cùng quá. Ai lại sinh ra làm việc? Không biết là câu này thế, chứ không phải là anh. Có xem biết câu này, cả nhà mình không ai biết cả. Bố tay. Bản thân lúc đầu anh cũng không biết, nên mọi người cũng không có gì phải buồn cả. Thật thà cũng thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Cái này không thể ướm. Là lái buôn ấy. Lúc là buôn bán ấy. Rồi. Thì ý rằng người ta bảo rằng thường ấy mà ở trong tiếng Việt mà cái từ cũng thể ấy, thường thường là người ta mang cái nghĩa là nó hơi tiêu cực, hơi gọi là không thể nào là như vậy. Thì thật thà cũng thể lái trâu, ý nói rằng là lái trâu ấy, những người buôn bán trâu ấy ít khi thật thà. Con trâu này khỏe lắm, tôi vừa mua của bác Luân Vũ là có 3 đồng thôi. Tôi chỉ bán lại cho bác có 3 đồng rưỡi, thực ra ông ấy mua có 1 đồng. Ai biết được, buôn bán mà, lái trâu là người ta buôn bán. Okay. Và yêu thương cũng thể nàng dâu mẹ chồng, ý rằng là gì? Nàng dâu mẹ chồng thì làm sao mà có thể yêu thương nhau được. Vâng. Và chủ đề ngày hôm nay của chương trình Nhập Gia Tùy Tục, nàng dâu, mẹ chồng và khách mời của chúng ta, xin mời ca sĩ Thu Thủy.
Đây, mời em. Rồi. Trời ơi, sao mà nhỏ bé vậy em? Không, chắc do bọn anh to quá thôi. Em nghe cái chủ đề nàng dâu mẹ chồng xong em có thấy hốt hoảng không? Đi ra đây đi quay vào đúng không? Hay là như nào? Dạ em thấy thích lắm ạ. À, thích lắm hả? Thì tại vì chị trải qua nhiều rồi nên chị có nhiều kinh nghiệm. Và wow. Chị rất là thích nói về chuyện này luôn á. Wow. Yên cười là ngồi cười từ đầu chương trình đến cuối chương trình đấy. Em thấy đội hình này hơi căng. Căng lắm. Tí nữa muốn nói tranh của cô ấy là em phải nỗ lực lao vào. Ok, thôi vào rồi sẽ biết. Rồi, nào mời mọi người về chỗ. Mọi người thân mến, từ trước đến nay ở Việt Nam thì mối quan hệ giữa nàng dâu và mẹ chồng luôn là mối quan hệ mà được cho rằng là hết sức phức tạp. Và theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học giấu tên thì họ cho rằng là cái mối quan hệ này bắt nguồn từ việc là đây là hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Căng đấy. Nghĩa là cơ hội được đặt ra ở đây là vậy thì giữa mẹ và nàng dâu thì ai là trà xanh? Ai là trà xanh? Bây giờ anh hỏi em là giữa mẹ em và vợ thì ai là người đến sau? Em nghĩ là đương nhiên là vợ em rồi. Đi đây. Ủa sao trả lời được thẳng như vậy ta? Bây giờ anh cũng muốn hỏi luôn Thủy luôn. Em có đồng ý quan điểm đấy không? Là đấy, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp và cái nguyên nhân sâu xa là vì đây là hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Đúng hay sai? Dạ đúng ạ. Ở đấy. Đấy, ở Việt Nam là thế. Em có nhưng thể chia sẻ thêm em, không? Em không đồng ý đâu ạ. Hả? Em không đồng ý. Sao không đồng ý? Bởi vì không thể so sánh sự tình yêu giữa mẹ và con và tình yêu giữa vợ với con, vợ với chồng. Không thể so sánh được. Bây giờ nhá, anh bỏ qua cái tình yêu đấy, bây giờ chỉ cần là nghe lời thôi. Em sẽ nghe lời mẹ hơn hay nghe lời vợ hơn? Tùy trường hợp nha. Tùy trường hợp. Thực ra là không phải là mình phải như thế này, mình phải nghe lời ai. Thực ra là không quan trọng. Miễn là đừng có để cho hai phụ nữ phải cãi nhau vì mình nghe ai cả. Xử lý tình huống như thế nào mới là quan trọng. Đúng. Thế mới là đẳng cấp. Về nhà bảo cho vợ, vợ ơi, bây giờ là mình nghĩ là đây là của mình á, thì mình nói chuyện với vợ thì nó sẽ đơn giản hơn là mình không có để cho mẹ chồng với cả vợ mình là cãi nhau. Như vậy là nói chung là đàn ông á là phải rất là khéo trong quan hệ đó. Ui. Còn thực ra là để yêu á, hai phụ nữ ghen vì là yêu một người đàn ông thì cũng không phải. Mà chẳng qua là mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ là con dâu nó chưa đủ đảm đang, nó chưa đủ được cái chứng chạc để nó có thể làm được chăm sóc con trai của mẹ đó, nên lúc nào cuộc quan hệ đó là nó mới phức tạp là do như vậy á. Thực ra là mình có hai mẹ chồng người Việt, mẹ chồng người Nga, nên có thể so sánh được. Em so sánh luôn đi, tiện anh hỏi luôn bên Nga làm dâu như thế nào. Lúc làm dâu Việt á, là lúc đó là mới được có 23 tuổi, mới sang Việt Nam. Ở bên Nga thì người ta sống là thoải mái hơn một chút xíu. Sang Việt Nam làm dâu phố cổ. Phố cổ luôn hả? Hà Nội. Làm dâu phố cổ. Đó. Nghe làm cái từ phố cổ là chuẩn Hà Nội đấy. Thực ra là từ đầu mình chọn rất là kỹ. Mình chọn chồng là phải là gia đình phố cổ, là gia đình có nề nếp này, tốt nghiệp đại học này, đẹp trai này. Để sinh con là cũng phải được đẹp đúng không? Ở nhà chỉ có mỗi một mình con trai, không có anh chị em gì hết. Mà năm 2003 ở Việt Nam là người ta suy nghĩ không phải như bây giờ đâu. Thật sự mẹ chồng của em rất là tốt. Nhưng mà trong lúc mới về nhà thì hai mẹ con cũng không thể nói chung một lời được. Nó rất là khó khăn. 23 tuổi mình vừa mới sang Việt Nam mà ký túc xá, sau đó là đi ra về làm dâu, không biết nấu cơm, không biết dọn dẹp. Nói chung là mình sống một mình thì đâu có cần biết cái đó. Về mẹ chồng sáng buổi sáng mình đang ngủ, nó bảo là trời ơi 7 giờ sáng mà vẫn đang ngủ. 7 giờ sáng thì người ta vẫn đang ngủ ngon vì 9 giờ mới phải đi học. Đó. Mà bảo là 7 giờ sáng mà vẫn đang ngủ, gia đình đã không hạnh phúc rồi. Nhưng mà tới lúc mình có bầu và để cháu gái, lúc đó là mọi chuyện nó thay đổi hoàn toàn. Lúc đó là bà nội cũng coi mình là như là một người phụ nữ giống bà nội, thương cháu vô cùng. Và nó có cái câu như này: nước sôi bớt lửa. Tức là bắt đầu là mỗi người bắt đầu là cứ nóng lên một chút là mình lại bắt đầu một người thứ hai là phải giảm đi. Thì lúc đó là gia đình nó mới được hạnh phúc. Mình lý dị về chồng, nhưng mà mẹ chồng đến giây phút này là mẹ chồng nói là nếu mà hai con á cảm thấy không hạnh phúc với nhau, hai con lý dị đi. Sau đó là mẹ tuyên bố một câu: mẹ không có con dâu nhưng mà mẹ có con gái. Và đến giây phút này hai mẹ con á sống rất là thoải mái. Mình lấy chồng thứ hai,
mẹ chồng cúng san dự đám cưới. Wow. Lúc nào cũng rất là vui vẻ, hạnh phúc. Cuối cùng mẹ chồng một năm 2-3 lần cũng vào Sài Gòn ở với cả gia đình mình, rất là vui vẻ. Mặc dù chồng thứ hai của mình không biết tiếng Việt, thực ra cũng không thể có cái gì để cãi nhau hoặc là không hiểu nhau được. Bây giờ mẹ chồng thứ hai người Nga cũng rất là vui vẻ. Thực ra là người ta ở xa thì cũng không làm gì cả. Chưa bao giờ mình cảm thấy là mẹ chồng với cả con dâu là nó có một cái gì gọi là phức tạp quá. Thế nếu như giả sử mà Elena lại ở cùng với mẹ chồng người Nga thì Elena nghĩ là cái mối quan hệ sẽ như thế nào? Nếu mà ở chung á, thì chắc là khả năng là quan hệ nó sẽ phức tạp hơn chút xíu. Nhưng mà đến giây phút này là mình phải cảm ơn mẹ chồng. Bây giờ mình biết nấu cơm này, 2-3 tiếng đồng hồ là mình có thể chuẩn bị một mâm cỗ cho khoảng độ 10-15 người. Món ăn Việt mình nấu được, tắt được. Tất nhiên là lúc sống ở Việt Nam thì là người ta cũng dạy được cái lễ phép. Nhưng mà Hà Nội ngày xưa là trước khi mình vào mâm cơm là mình phải con mời bà, cháu mời bà, con mời mẹ, con mời bố, con mời anh chị, các cô, các chú, các bác, tất cả mọi người. Mỗi người ăn cơm xong là mình còn vẫn cần đàn mời. Đó là mình mời sao. Cứ nói cho nó ngay là mời cả nhà đi. Không có, ở Hà Nội không được nói như vậy á. Nếu mà mình mời cả nhà là người ta bảo là đấy là rất là mất lịch sự, là nói chuyện là thiếu suy nghĩ. Nếu mà phải là người đứng đầu gia đình, người đứng đầu gia đình mới được nói câu là mời cả nhà ăn cơm. Thế là từ trước đến giờ em toàn làm sai à? Em mời em toàn cả nhà. Nhưng em đứng đầu gia đình rồi hay vợ em đứng đầu gia đình? Vẫn thế bây giờ ấy, chứ trước đây em có ăn với ai đâu. Hiện tại là khác rồi. Hiện tại em đỡ rồi, ok. Mặc dù em chưa lấy chồng cho nên em không có kinh nghiệm mẹ chồng, nhưng em nghĩ là em có một kinh nghiệm rất là đặc biệt ở Việt Nam. Bởi vì hồi xưa em suốt lấy người Việt và có một thời gian em sống với bố mẹ của người yêu của em. Và lúc đó em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, em ở đây một mình, nhưng cảm ơn ông trời vì đã cho em bố mẹ miễn phí của bố mẹ, không phải là bố mẹ của người yêu nhưng mà giống như là bố mẹ của em. Bố luôn luôn nói ô đây là con gái của tôi. Sau khi em và bạn trai đó chia tay, em cảm thấy rất là buồn, nhưng mà không phải vì người yêu. Em cảm thấy rất là buồn bởi vì không gặp bố mẹ của người yêu nữa. Ok, anh yêu không sao, không sợ, nhưng mà bố mẹ miễn phí. Cảm ơn em. Đây, phụ nữ Việt Nam đây. Có một cô... Em có giai đoạn nào sống cùng mẹ chồng không? Dạ có. Nhưng thật ra em không phải là sống chung mà là em về để ra mắt ba mẹ chồng em. Thì có một thời gian đó là ba mẹ chồng của Thủy là ở Đà Lạt. Trước khi em gặp ba mẹ chồng em á, thì chồng em cũng nói là ba mẹ của anh rất là hiền. Đúng như bạn này nói luôn á, kiểu là em nhập gia tùy tục, cũng là em vừa vô nhà thế là em sẽ thể hiện là mình là một người nữ công gia chánh. Sáng là mẹ chồng em là 5 giờ mấy, 6 giờ ngủ rất là ít luôn. Thấy ba mẹ chồng mình dậy sớm thì mình cũng ráng mình dậy. Lúc đó là 5 giờ sáng đã dậy rồi. 5 giờ sáng dậy rồi, xong rồi là Thủy cũng phải lấy lòng ba mẹ chứ. Mình phải cho ba mẹ thấy là con trai của ba mẹ chọn người phụ nữ như thế nào. Em nói chồng em chở em ra chợ mua đồ ăn về, em nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình ăn. Sẽ cố gắng làm sao đó để cho ba mẹ thấy là mình cũng có thể chăm sóc chồng mình. Xin một câu hỏi chuyện chi là lúc đó chị có cảm thấy hạnh phúc vì chị phục vụ cả gia đình, chị có thích điều này? Rất thích luôn, tại vì mẹ của Thủy cũng là người như vậy, cho nên là Thủy học được cái tính đó của mẹ. Có bao giờ em làm mẹ chồng phật ý không? Thật ra là không phải phật ý mà là hiểu lầm á. Vì cái tính cách của Thủy á, thì là cái người rất là vô tư, có nghĩa là mình nói cái gì mình không có suy nghĩ. Tại vì lúc đó cái thời gian đó là gặp mẹ chồng là mới có chỉ được một tháng thôi. Và mình nói chuyện với mẹ chồng cũng không được nhiều, lúc đó thì chưa tâm sự được nhiều. Thế nên mình dẫn mọi người đi chơi, xong rồi mình ngồi xuống bàn ăn, cái mình nhìn vô cái thực đơn mình cái wow, cái món này sao mắc dữ vậy. Thì mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Mình nói thì mình có sao mình nói vậy. Nhưng mà mẹ chồng lại hiểu sai. Nó dẫn mình đi ăn mà nó sợ tốn tiền hay sao mà nó phải nói như thế. Xong là em, chồng em nói lại cho em nghe. Đó là mẹ nói với chồng, xong chồng nói lại với Thủy nghe. Thì là trời, lúc đó là em cảm thấy giống như em rất là buồn. Vì em nghĩ là mẹ không có hiểu em. Mẹ không hiểu em và em rất là sốc luôn. Cảm giác bị hiểu lầm. Bị hiểu lầm. Là một người phụ nữ muốn tiết kiệm tiền cho chồng. Anh hiểu ý của Thủy, Nhưng mà vì mẹ cũng có thể cảm nhận đấy như vậy, mẹ có thể hiểu sai. Mẹ hiểu sai. Nói chung là hình như đây là chương trình người mẹ chồng mơ ước. Quý vị khán giả xem chương trình này, có khi chúng tôi đổi tên thành đấy chương trình liên hoan những người mẹ chồng. Còn Harry Won, mời em.
Chia sẻ đi, cũng làm dâu rồi. Mẹ quan thành sao chị? Đang chờ đợi nè. Thì lúc mà em mới lấy chồng á thì lúc đó em chồng em cũng hỏi là em muốn sống như thế nào, muốn ra ngoài ở hay là muốn ở chung với ba mẹ anh rồi này nọ. Thì thật ra thì bản thân Harry cũng là một người khá là vô tư. Và em bình thường á là con gái Hàn Quốc bây giờ ai mà kêu là sống chung với ba mẹ chồng là không ai chịu ở. Còn em thì thật, tại vì em thừa hiểu cái tính cách em. Em không thể nào mà làm tượng cái những cái gì mà phụ nữ Việt Nam hàng ngày làm. Em có thể là giỏi về đi làm việc ở ngoài, nhưng mà về nhà thì em thích nằm. Và em cũng không phải là cái một người phụ nữ mà quá ngăn nắp. Tới bây giờ em còn không biết nấu ăn gì luôn. Và em cũng không có nhu cầu học nấu ăn luôn. Thì bản thân em thì thật ra thì thấy mẹ anh cũng hơi buồn khi mà anh sắp lấy vợ và sắp sợ rời ra chỗ khác ở, thì có vẻ là gia đình anh cũng hơi buồn xí. Thì em cũng nghĩ đơn giản là thì hai vợ chồng ngày nào cũng đi ra ngoài làm việc, ở nhà chung với ba mẹ cũng chẳng sao cả. Thì em ở chung với ba mẹ cũng là hơn 2 năm rồi thì em mới tách ra. Thì trong thời gian đó thì thật ra thì không biết là người khác thì cũng hơi có thể là ghen tị em, nhưng mà bản thân em thì cũng là đúng là ngày nào nghỉ em cũng ngủ tới buổi trưa. Rồi ba mẹ nói là có cơm rồi thì em xuống ăn. Ba mẹ nấu rất là ngon. Thì em ăn xong em lúc nào cũng khen hết à. Em và ba lại rất là muốn nấu cho em ăn nữa. Nên em cũng cảm thấy là thật ra thì em là một cái trường hợp cực kỳ may mắn. Chứ nếu như là bên Hàn Quốc mà ở chung với ba mẹ chồng là không thể nào mà như vậy được. Tại vì em thấy ba mẹ bên Hàn Quốc, à tức là châu Á và châu Âu nó hơi khác xí. Là châu Âu là nhìn con một cái hướng là đó là một cái cá biệt và chúng ta phải support nó. Còn của người mẹ của châu Á đa số là muốn dẫn dắt con là con phải làm cái này, con phải làm cái kia, con mình mà. Thì con mình phải sống như thế này. Đúng rồi. Chứ đừng có theo lời vợ. Em hơi ngạc nhiên khi một người nói về cái trải nghiệm của một người. Dennis có bạn trai cũ là người Thụy Điển, người Nga, người Việt. Và ở Thụy Điển, còn mẹ chồng bình thường không nói là con dâu phải nấu ăn, phải làm như vậy. Khi Danny xin được mẹ người Việt cảm thấy rất là hạnh phúc. Tìm được gì? Mẹ. Tìm được mẹ năm trước. Tìm được năm rồi. Dạ, đúng rồi. Wow. Dạ. Mẹ Việt Nam rất muốn Danny sẽ biết nấu ăn Việt Nam. Danny sẽ cố gắng thích nghỉ, cố gắng nấu ăn. Nhưng mà trong mình cảm thấy là cái này không thích lắm. Và Danny nghĩ là Danny vẫn là người Thụy Điển. Người Thụy Điển rất là độc lập. Độc lập, không thích nghe thích nghe ý kiến của người khác. Sở thích của mình là sở thích của mình. Người khác không cần nói vào cái này phải làm như vậy. Nào, Mika Chu sao nữa? Yeah, Mika. Giờ Mika muốn chia sẻ với các bạn cái chuyện riêng tư trong gia đình của em. Mẹ của bố không thích mẹ của em, là hai người ghét nhau luôn. Bắt đầu cãi nhau. Mẹ của bố không thích mẹ của em. Bà nội không thích đấy. Và hai người có một lúc là mẹ phải nói với bố là thì bây giờ bố anh yêu của tôi phải chọn mẹ hoặc là tôi. Và lúc đó là gia đình em thì em không nhớ, em có thể 2-3 tuổi, nhưng mà bởi vì tại sao? Bởi vì mẹ chồng rất là tò mò về cuộc sống riêng tư. Ví dụ đi trong nhà phòng ngủ đi kiểm tra dưỡng như thế nào. Và lúc đó mẹ nói là mẹ ơi, mẹ có muốn ngủ ở đây luôn. Mẹ chồng nói ở đây không sexy, em nên làm sexy như vậy. Thì lúc đó mẹ của em nói ok mẹ ơi, thì bây giờ là thời gian mẹ phải về nhà, xin mời mẹ đi ra căn hộ. Và mẹ của em không nói chuyện với nhau. Thì cũng ở nhà đấy là một vấn đề rất là bình thường. Là rất cái là việc mà mẹ chồng mà đến soi xét các thứ là bình thường. Bình thường. Cái đó là bình thường hả? Nhưng mà Mika không đồng ý. Wow, Mika lớn lên ở Pháp. Và ở Pháp chuyện này là rất là nhiều. Bởi vì ở Pháp người ta rất quan tâm về chuyện riêng tư của mình. Đấy, hỏi luôn một người Nga đây. Không ở Nga phải. Đâu phải như vậy đâu. Nói chung là từng gia đình. Chắc là tùy nói gia chung đình. Là mỗi gia đình có một cái cảnh khác nhau. Nên thực ra là nói là ở Nga đa số như vậy cũng không phải. Thì okay. Nhưng mà trong gia đình của em, nói chung từ đâu ở đâu cũng có thể phức tạp. Nhưng mà ở đâu cũng có thể là người ta giữ. Nó tùy từng gia đình. Khác nhau về con người, khác nhau về văn hóa, khác nhau về phong tục, khác nhau về cách sống, khác nhau hoàn toàn. Mẹ chồng đến bây giờ mình biết 18 năm. 18 năm là yêu thương nhau vô cùng và vô cùng tôn trọng nhau. Lúc nào là một ngày mẹ chồng cũng phải gọi điện 2-3 lần.
con cún làm gì? Mặc dù con cún thì cũng sắp lớn rồi. Bây giờ có khi nó là ngao tàn rồi chứ cún gì nữa mà. Có một câu hỏi mà em muốn hỏi là em ở Việt Nam cũng tương đối là lâu rồi, 9 năm rồi, và em cũng biết rất là nhiều câu chuyện liên quan đến mẹ chồng nàng dâu, những cái câu chuyện không được vui cho lắm. Và em đang muốn hỏi là lý do gì khiến cái tình huống đấy nó xảy ra nhiều nhất? Có phải là vì mẹ chồng không biết vị trí của mình, hay là bởi vì mẹ chồng quá yêu con của mình, hay là do con gái bất hiếu? Thật ra cái thì này á, là nó hơi khó giải thích, tại vì nó lý do thì nó muôn muôn lý do luôn. Có thể là vì lý do rất nhiều, nhỏ, lý do đúng nhất rồi. Nó cũng có thể là thành một đúng cái rồi. Vấn đề đúng. Đúng. Nhưng mà thực ra là cũng phải nói như này này, ai bắt đầu làm mẹ, kể cả là mẹ chồng, kể cả là mẹ vợ, mình ai trả thường con. Bây giờ ví dụ mình có con gái, mình làm mẹ vợ chắc chắn là sẽ cực kỳ ác luôn ý. Là mình phải chọn rẻ á, trời ơi, là phải chọn là phải mấy vòng là mới chọn được. Tức là phải duyệt, vì là có mỗi một đứa con gái mình rất là thương nó. Chị muốn là một người hoàn hảo cho con gái của chị. Nhưng mà ai là người biết tốt nhất con gái của chị hoặc là chị là ai là hoàn hảo? Nói chung là ai cũng muốn như vậy, gia đình nào, bố mẹ nào ai cũng muốn như vậy. Như ví dụ bây giờ con gái 17 tuổi, mình rất là lo lắng. Mình giữ con cực kỳ luôn ý. Tức là con chỉ có học, đi chơi. Nhưng mà chưa bao giờ đi chơi muộn hơn 8 giờ tối. Tại sao? Thứ nhất là con mình nó cũng không thích. Dạ không. Nó mới đang 17 tuổi. Là đúng rồi. 17 tuổi thì đi party chứ. Này từ từ đã, Elena, ngày xưa là em lấy chồng ấy là do mẹ em chọn hay em chọn? Lúc đó là cả hai gia đình không đồng ý. Hai gia đình cũng đã suy nghĩ từ đầu mình không có hợp. Nhưng mà vì lúc đó là hai người rất là trẻ, người ta nhìn ở bên ngoài, người ta thấy là không có hợp. Nhưng mà mình vẫn quyết định lấy. Và đến giây phút này mình rất là cảm ơn chồng mình là mình có một đứa con gái như vậy. Nhưng mà đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi, bây giờ ly dị thì cũng gần trên dưới là gần chục năm rồi. Nên bây giờ là cũng hiểu là đúng là ngày xưa mình không có hợp. Và nếu mà mình nghe lời của hai mẹ thì là có thể là nó sẽ khác đi. Nhưng mà nếu mà nghe lời hai mẹ thì mình không có một đứa con gái như thế này. Ok, thế bây giờ đến lượt con gái em. Đến lúc con gái em nó 23 tuổi, nó cũng sẽ chọn một anh nào đấy. Em có can thiệp được không? Chắc chắn là sẽ can thiệp. Em trả lời là có. Nhưng mà em sẽ can thiệp không phải là gọi là thân thức đi vào vấn đề là bà không, con không được như vậy, con không được như thế kia. Nhưng mà em nói với con, em bảo con ơi con ở với mẹ đến 25 tuổi đi. Khi nào 25 tuổi là con bắt đầu đủ chính trạc, là con tất cả mọi thứ là con đi ra ngoài xã hội, con kiếm ai cũng được, mẹ sẽ chấp nhận. Trời ơi, 25 tuổi hay thì muộn đấy nhá. Mình đang không nói về mẹ vợ, đang nói về mẹ chồng, nàng dâu cơ mà. Nhưng mà em muốn hỏi mọi người, bây giờ ai cũng nói về ở sống chung với mẹ chồng cũng rất là tốt. Thì bây giờ bà Tatari muốn hỏi là nếu các bạn lấy ai đó sau này, hay là đã từng lấy rồi đi, lấy rồi, có muốn sống chung với ba mẹ chồng hay không? Thôi, bây giờ thôi, vote đi. Anh không nói là sống chung hay không, đâu còn liên quan nhiều chuyện. Bây giờ anh hỏi một câu vote khác đơn giản hơn. Sống chung với mẹ chồng là dễ hay khó? Dễ thì giơ màu xanh, khó giơ màu đỏ. Bắt đầu. 3, 2, 1. Dễ. Nếu sống chung với 1, 2, 3, 4. Dễ. Ba người cho rằng khó. Chị Harry không vote. Anh xoay có đồng ý không? Cái có dễ hoặc là khó? Anh nói khác đi. Anh không được vote. Và chị Harry dễ. Ok, và bây giờ chị Harry vote. Chị thấy có dễ hoặc là khó? Thật ra nha, bây giờ Harry không có nói về mẹ chồng hay là như thế nào nha. Bây giờ hỏi Harry, sống chung với mẹ ruột Harry, Harry có khó hay là dễ? Thì Harry trả lời là khó. Cái này mình nói gì thì nói nè. Mẹ mình đã để mình biết là mẹ mình nuôi mình cực khổ như thế nào, thì bản thân Harry biết hết. Và bản thân mẹ Harry cũng nói với Harry luôn, con là con ruột của mẹ, mà mẹ còn chướng con. Sao người khác nhìn con một cách rất là lúc nào cũng dễ thương cưng được? Đấy là tại Trấn Thành chứ. Dạ. Nó nhìn em nó thích là được rồi. Dạ, thì mẹ nói luôn là có thể là người yêu thì thích con là được, nhưng đôi khi người lớn nhìn thì chưa chắc là có thể là thích con. Tại vì mẹ cũng đôi khi mẹ cũng chướng con, mẹ cũng muốn đánh con mà huống chi người ta. Mẹ cũng nói vậy luôn, mẹ nói vậy luôn. Nhưng mà em rất là đồng ý cái đó. Em cảm thấy là thật ra thì mình sống chung với mẹ, mình sống thoải mái, mình rất là có gì đó cũng chia sẻ với mẹ. Nhưng mà đôi khi mình cũng xung đột với mẹ mình. Hỏi em là có muốn sống chung với mẹ em không? Mẹ em cũng trả lời không và em cũng trả lời không. Nhưng mà hai mẹ con rất 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 là thương.
thương nhau. Rất là mình không có nói chuyện hợp hay là có những cái quan điểm không hợp. Đúng rồi. Nhưng mà lại rất thương nhau khi ở xa nhau. Bởi vậy mẹ giống quá. Mẹ cũng đang sống chung chung cư. Không, mà tôi nghĩ một phần đó là tại vì cha mẹ ruột mình không chọn được, nhưng mà cha mẹ chồng mình lại chọn được. Ui, cái đó cũng khó. Thành ra là khi mà tôi chọn người yêu á là tôi phải gặp gia đình. Tôi gặp người yêu là tôi phải gặp cả gia đình, dòng họ, bác, chú, rồi ông bà. Tôi phải coi là mỗi người có hợp với mình hay không rồi mình hãy yêu. Quan điểm của em thì nó đơn giản thôi. Bởi vì em có tính cách là những gì mà em không muốn người khác làm với em thì em không muốn làm với người khác. Em không thể sống chung với gia đình của vợ, cho nên em không thể bắt vợ em phải sống với gia đình của em. Nhưng tại sao em không chọn được, em không sống được với gia đình? Bởi vì em cho rằng là trong một căn nhà không thể có hai trụ cột. Xin đấy, không thể chấp nhận khi mà một người khác xen vào cách mà tôi xây dựng gia đình của tôi. Gia đình của tôi không thể chấp nhận được. Đúng rồi. Nhưng mà một khi mà em đã có gia đình của em mà người khác lại xen vào mà chỉ em mày phải dạy con máy thế này là phải. Nhưng mà ai bảo là đây là một điều bắt buộc? Cái gì? Sống cùng bố mẹ vợ hay là bố mẹ chồng không có nghĩa là bắt buộc bố mẹ vợ hay là bố mẹ chồng phải chỉ phải làm thế nào. Không, đây chỉ đang nói là thì nó sẽ có những trường hợp mà buộc gia đình của bạn hoặc là gia đình của vợ sẽ xem vào. Nó sẽ có những cái trường hợp như vậy. Chắc chắn. Em có bắt anh phải đồng ý với em không? Anh không đồng ý. Em nói chung như kiểu là ở nhà nào cũng vậy. Không, em đang không nói là ở nhà nào cũng thế. Nhưng mà em làm ngay từ đầu là em tránh cái trường hợp đấy. Nhưng vợ em muốn thì sao? Em thì em không muốn sống chung với gia đình của em. Thế là... đấy mới là vấn đề. Theo cái phong tục tập quán của Nigeria, đàn ông mà lấy vợ mà vẫn sống chung với bố mẹ của anh ta là thất bại. Người ta sẽ coi lại đây là một đàn ông không biết gì. Một đàn ông cực kỳ trẻ con sống chung với, tức là đã lấy vợ rồi mà vẫn sống chung với bố mẹ. Người ta sẽ coi là ui, đàn ông cái kiểu gì đấy. Đó là đàn ông, đấy là văn hóa của em. Nó giống như kiểu trong một cái gia đình của con sư tử ấy. Một làn sư tử ấy. Một khi mà con trai đã đủ chính trạng, đã đủ lớn rồi thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ đi lập cái gia đình đúng của rồi, nó. Đúng rồi, lập và gia đình của Nigeria cũng vậy hết. Ok, đó. Anh muốn chốt lại cái vấn đề này, không anh em mình sẽ nói dài quá. Thực ra khó hay dễ trong cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nó không bắt đầu từ chỉ riêng một nàng dâu, còn phải bắt đầu từ phía mẹ chồng nữa. Nếu mẹ thông cảm mà mẹ cũng yêu thương hoặc là mẹ cũng bỏ qua cho nhiều chuyện thì mọi chuyện nó cũng dễ dàng, và ngược lại con dâu cũng phải vậy. Vì nói gì thì nói, mẹ chồng với nàng dâu mà căng thẳng thì khổ nhất là chồng. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang chủ đề khác để cho công bằng. Bây giờ anh em mình sẽ chuyển sang các anh đàn ông, quay vào cái chủ thể, cái nhân vật mà nằm ở giữa cái bập bênh đấy là những ông chồng hay những ông con trai. Bây giờ có một việc là có cả mẹ, cả vợ mà cùng phải quyết một vấn đề gì đấy mà hai người tranh cãi, bất đồng với nhau, anh em mình sẽ thế nào? Nếu mà trường hợp đấy là không ai đúng, không ai sai cả, khả năng rất lớn là em sẽ bênh vợ. Bởi vì sao? Một khi một người phụ nữ của mình có cảm nhận rằng là chồng mình không bảo vệ mình thì sẽ có một cái nỗi buồn rất là sâu. Tủi thân. Nhưng mà người lớn thì dễ hiểu hơn. Trước mặt vợ thì mình nói là thôi mẹ dừng lại đi. Mình nói mẹ, ok, mình giải quyết vấn đề với vợ rồi. Thì phía sau mình có thể quay lại nói chuyện với mẹ là mẹ ơi, đúng ra là mẹ nói đúng rồi, nhưng mà mẹ cũng phải hiểu là con gái nó thích. Phải nói chuyện với mẹ một cách mặt kéo léo để mẹ không dỗi. Vậy là một người rất là logic ý. 1+1=2. Bố mẹ, em với cả trong gia đình của em thì bình thường cũng là như vậy. Vợ của em thì cũng là một người có logic. Ôi dồi ôi. Và bởi vì nếu mà không phải như vậy thì chắc là không bao giờ cưới. Đúng rồi, quá hợp. Okay. Mẹ không bao giờ cãi với vợ và vợ không bao giờ cãi với mẹ. Bởi vì không có lý do nào để logic để tại sao phải cãi. Tức là giải quyết vấn đề trong gia đình của em thuần chất là bằng toán học thôi, đúng không? Mà như vậy là không thú vị, không có gia vị. Phải cãi nhau một chút mà, cho vui. Cãi nhau đi. Nhưng mà như mẹ của anh sẽ nói là ô, mẹ cảm thấy vợ của anh là không tốt với mẹ. Sau đó không. Là vợ của anh sẽ nói là không, bởi vì mẹ của anh là rất không hiểu. Điều này theo logic, tại sao phải đi qua người thứ ba khi mà hai người cãi nhau? Lý do gì? Người thứ ba không phải là trong những người chung. Em ngồi cạnh không ông? Em ngồi. Xin lỗi, Mika đang suy nghĩ rất là cực kỳ là tại sao mình đang nói chuyện về vợ cãi nhau mẹ chồng, là nếu chuyện này xảy ra thì mình phải làm như thế nào? Thì cô giáo, ví dụ Mika,
là cô dâu. Cô dâu. Trời đất ơi. Yes. Cô dâu. Rồi, nếu vợ cãi nhau với mẹ chồng thì chồng phải cãi nhau với bố của cô dâu để có gì, để có khẳng vang nè. Bây giờ bố phải cãi nhau. Anh hiểu rồi. Quan tâm rất là nhiều về vợ, rất là nhiều về mẹ chồng. Còn chồng, chồng làm gì? Chồng cũng phải làm cái gì đây? Tôi vừa chia sẻ quan trọng hôm nay là làm dâu. Từ từ, anh giải thích cái này rất hay của Pikachu này. Tức là mẹ anh mà cãi nhau với vợ anh, anh sẽ bảo với vợ anh, em cứ cãi đi, anh sẽ đi gặp bố em để cãi nhau đây, để cho cân bằng. Chưa bao giờ mình nghĩ đến việc này. Thì cuối cùng hai người đàn ông này chắc là sẽ bắt đầu uống rượu với nhau và thành bạn với nhau. Đấy vâng ạ, không có thì là hết cả anh. Lát nữa hết chương trình thì phải ra kiểm tra xem là Valen có dây cắm điện không, tại vì bạn chạy như một cái máy luôn. Chỉ có 0 và 1, 0 và 1, 0 và 1. Valen là một người rất là logic ý. 1 cộng 1 là 2. Quan điểm của em á là nếu mà giữa cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là người chồng, cái vai trò nam chồng là rất là quan trọng. Xưa á, mẹ em á cứ yêu cầu là con phải lấy chồng mà kiểu như vậy nè, những cái điều kiện vậy nè. Xong rồi thì bản thân Harry nói với mẹ mình là: mẹ ơi, những người mà có điều kiện như mẹ nói á, mấy người đó không chịu lấy con. Nên mẹ đừng có hỏng. Mẹ nghĩ là con mẹ là lúc nào cũng số một cái gì hay ho nhất, nhưng mà cũng nhiều người hay ho hơn con, nên mẹ đừng có tưởng tượng như vậy. No, em nghĩ là cái vai trò mẹ chồng nàng dâu là cái quan trọng nhất là người chồng. Và chồng em thì thật sự thì một người rất là tinh tế, giống như là hồi nãy bạn nói đó. Tới bây giờ thì vẫn chưa có gặp cái xung đột gì hết, nhưng mà nếu có thì chắc chắn chồng em cũng sẽ làm như CJ thôi. Bình em, bản thân em bình chồng trước đã, rồi nói với mẹ là: mẹ ơi, thật ra thế hệ bây giờ thì nó hơi khác xí. Ok, lúc nãy anh thấy Luân Vũ có một cái ý rất hay là mình không được chọn bố mẹ, không được chọn mẹ ruột, nhưng được quyền chọn mẹ chồng. Thì nói chung là theo em thì trước khi em có tìm hiểu về ai thì em sẽ muốn gặp gia đình. Tại vì Luân thấy là giống như là trong đời này thì mình không có gì ngoài gia đình hết. Gia đình là số 1, bạn bè thì cũng là chỉ là bè thôi, còn gia đình thì nó khác. Nên là khi mà mình có quen ai thì mình phải coi là gia đình họ có thoáng không, và cái cách suy nghĩ của họ có hợp với mình không. Nếu mà mình quen một cái người mà gia đình không hợp với mình á, thì thực sự mình có thể cần phải xem xét lại một xíu. Không có nghĩa là bỏ bạn đó, nhưng mà cần xem xét lại. Nhưng mà mình chưa có gặp cái trường hợp đó. Mình quay trở lại, bây giờ lúc nãy anh em mình được nghe rất nhiều chị em chia sẻ về người mẹ chồng của mình. Bây giờ giả sử mà một gia đình nào đấy, mẹ chồng và nàng dâu không thể hòa giải và yêu cầu phải chọn một. Một là mày chọn mẹ, và cô vợ cũng bảo anh hoặc là chọn em, bỏ mẹ. Cái câu đó là em mới bàn với chồng em, xong chồng em cực kỳ ghét câu hỏi của đó. Chỉ là cứu con của em là bạn muốn chết như thế nào, bạn muốn nhảy cầu hay là bạn muốn nhảy vô lửa. Chính vì và nó khó như vậy nên bọn anh mới đưa vào vote để bọn anh hỏi toàn bộ mẹ màu xanh, okay, vợ màu đỏ nào. Trong một mối quan hệ không thể dung hòa được, chàng trai nên chọn mẹ hay là chọn vợ? Bỏ cái đấy xuống, không chơi kiểu gì. Bởi vì em chọn ngay đúng. Ai đúng thì đúng. Ai đúng thì đúng, ai sai thì sai. Làm sao biết được là mẹ đúng hay vợ đúng? Bởi vì phân tích trường hợp. Anh ơi, em xin phép em không trả lời được câu này. Chồng em nói chi nhỉ? Mình buồn rồi. Giả sử vợ em là người yêu cầu em phải chọn một trong hai người, em sẽ bỏ vợ em. Nếu là mẹ là người yêu cầu thì em phải làm bằng cách nào để mẹ em có thể biết là em yêu cô này thế nào? Bỏ mẹ làm sao được? Đúng rồi. Một khi mà vợ em yêu cầu như vậy là em sẽ bỏ vợ ngay. Tại sao có thể có một người vợ hỏi chồng là anh phải chọn em hay là chọn mẹ? Đây là ngày cuối cùng mình sẽ gặp mặt nhau. Một người phụ nữ mà dám đưa ra một cái lựa chọn như vậy, CJ cho rằng đây không phải là một người phụ nữ đáng để yêu thương. Không, nhưng cả hai người đều lấy bằng chứng và đều lấy lý do là vì họ rất yêu em. Chính vì họ rất yêu em nên họ tin rằng em phải ở với họ, nhưng thì mới là tốt nhất. Nhưng mà một người cô dâu, một người vợ mà đưa ra cái sự lựa chọn là anh phải chọn em hay là chọn mẹ, đấy là một người phụ nữ không, nhưng một người phụ nữ phải là không vợ em đưa, mà đây là anh đưa, anh không phải vợ em. Ok, nhưng mà ok, tưởng tượng trường hợp này có người A, người B. Người A là chồng, người B là vợ, ok, và người A là như kiểu là mama boy. À em ơi, mẹ anh bảo là bla bla bla. Anh nghĩ người vợ sẽ có lý được hỏi câu đấy. Sẽ có lý. Anh thấy là ok, bởi vì vừa rồi lúc nãy anh bảo là em. Thế thì không, đấy là tùy trường hợp, logic. Không, nhưng mà đây là trên trường hợp là CJ hoàn hảo rồi.
Em không hoàn hảo đâu anh ơi. Trung, đã nói cho mày một người phụ nữ không thể hỏi như vậy. Em nghĩ là một người như vậy là một người đàn ông chưa đến tuổi lấy vợ. Ok, nhưng mà lúc nào cũng mọi thứ đã xảy ra rồi. Thì tốt nhất là nên chia tay vợ và nên xong học cách cách làm đàn ông lại từ đầu. Có rất là nhiều trường hợp như thế này ở Việt Nam. Túm lại là gì? Đây là một câu hỏi cực khó. Hôm nọ vợ chồng em đã bàn bạc về câu hỏi đấy. Kết quả là Trấn Thành rất ghét câu đấy. Em thì chưa bao giờ hỏi những cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà tại vì anh nói là anh ghét những con gái nào mà hỏi những cái câu hỏi rất là vớ vẩn như vậy. Nó tự nhiên làm để kiếm chuyện thôi chứ nó cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Mà sao lại nhiều người hỏi như vậy? Thì em thì kiểu như là con gái mà thì người ta nói vậy, ơ anh sẽ cứu em vậy thôi, là tự nhiên con gái nó vui vẻ. Nó chỉ là muốn là được cái gì ta? Thấy được cái sự quan trọng của đúng rồi, thứ nhưng mà sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng mà anh Thành thì vẫn nghĩ là vẫn không chấp nhận được những phụ nữ mà hỏi câu hỏi rất hỏi là vớ vẩn. Mà anh ơi, em thấy các bà phụ nữ họ hay lấy mấy cái câu hỏi từ đâu ra. Hôm trước vợ em hỏi là anh ơi, giả sử cái tâm hồn của em nó là ở trong một bạn nam thì anh có yêu em không, hay là giả sử em là một con mèo chẳng hạn thì anh có yêu em không? Giả sử nó không bao giờ thực hiện được nhưng mà vẫn hỏi. Nếu mà em chắc, là con mèo, anh làm sao mà yêu em được? Vô dĩ anh là một người ghét mèo rồi. Thưa quý vị, vừa rồi chỉ là một câu hỏi vui mà chương trình đặt ra thôi. Còn trong thực tế cuộc sống, không chỉ riêng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà bất kỳ mối quan hệ nào, ta luôn biết rõ vị trí của mình trong mối quan hệ đấy và nên biết dừng ở đâu để mối quan hệ đấy còn tốt đẹp. Thì chúng ta nên biết rõ cái vai trò của mình, vị trí của mình và trên cơ sở đó hành xử một cách phù hợp, rõ ràng ranh giới. Còn bây giờ để thay đổi không khí chương trình thì anh em chúng ta sẽ chơi game. Game này đòi hỏi một cái kỹ năng cực khó mà tôi tin là Elena là người sẽ có lợi thế hơn. Vì cô ấy đã từng được một mẹ chồng ở phố cổ đào tạo trong nhiều năm. Cô ấy chắc chắn sẽ có gọi là cái ưu thế hơn. Và trò chơi của chúng ta đó là trò chơi nàng dâu đi chợ. Và sau đây xin mời hai đội sẽ quay vào tấm bảng này và cùng ghi tên xuống dưới tên của cái loài cá mà các bạn cho rằng là nó tên là loài đấy. Bắt đầu. Đây. Cá kèo. Rồi, như vậy là Thu Thủy đã tìm được ra cá kèo. Con nhìn như con rô phi. Nào, Pikachu không được nhìn bài vớ vẩn. Rồi, rồi, rồi. Đâu, 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 đâu. Nào. Ok. Không. Đây là cái gì? Cá ba sa nó. Đâu con nào? Cá ba sa. Cá ba sa ra chơi mà con đi có phải. Cái này cá bóp hả? Cái gì ta? Singa. Cá singa. Cua. Ok. Cá sexy. Hai đội đang rất căng thẳng trong việc lọc cá và đa phần là tôi thấy xong rồi. Mà là những cái con là mình ăn nè. Tính là đội nào xong trước thì tôi khẳng định luôn là đội của Thu Thủy xong rồi. Rồi còn đúng hay sai chưa biết. Rồi. Xong chưa? Dạ xong. Rồi xin mời các bạn về chỗ. Thưa quý vị, là chương trình thực ra có mấy cái ghim đây là để che đi tên cá thật bởi vì sợ chính MC của chương trình cũng không biết là cá gì. Và sự thực là tôi không biết là cá gì. Nên là mới phải có cái biển này để so sánh có đúng không? Chúng ta nhìn qua thì có thể thấy bên này cũng hơi giống kiểu bảo vệ đề tài tốt nghiệp. Chúng ta nhìn qua bên này có thể thấy là có tất cả 9 con cá. Các bạn đoán có cá chép, cá thua. Đây là cá thua nhá, không phải cá thu nhá. Cá kèo. Sao đây là cá bóp? Vậy là nó bóp. Bóp, bóp. Cá bóp. Cá này là cá sexy. Cá sexy. Chỗ nào của nó sexy? Rất là thon thả. Cá này là cá quyến rũ. Rồi, ok. Cá này là cá điêu hồng. Cá này là cá lóc. Cá này là cá mú. Cá này là cá xinh gái. Tại sao lại gọi là xinh gái? Bởi vì có nhiều màu, rất là thời trang. Nhiều màu là xinh gái ạ. Rồi, ok, xong. Bây giờ sang đội của Harry Won. Anh ấy đối em là tất cả là luôn lo hết. Rồi, xin mời Harry Won tự giới thiệu với bạn. Cái này học vào luôn nha. Rồi, xin mời Harry Won. Dạ. Đầu tiên là cá chép. Cá chép. Sau đó là cá nóc. Thì thật ra thì bây giờ không có nhớ cái tên cá gì hết. Em chỉ có nhớ cái cá nóc thôi. Nên cứ viết lại là cá nóc. Sau đó là cá kèo. Cái này là luôn, nó là luôn biết. Chắc chắn rồi. Cái đầu nó là biết nè. Tiếp theo là cá gì? Cá xanh lát nhưng mà viết sai. Là cái đó không được tính nha. Ghi lộn, ok. Đúng rồi. Chính đạo nó sai kể thôi. Đúng rồi, mình nói thôi mà. Cá gì đây? Có phải cá thu luôn. Đây là cá thu không phải, nhưng mà em biết là cá thu, có cá thu. Thu nên em biết đại vậy luôn. Có cá thu, cá đông, cá hạ, cá xuân, có hết rồi. Cá thu hay hơn. Cá chê, rồi. Cá mú. Cá này là cá rô. Để thả ra thì sẽ biết hai bên có đúng không.
cá thể thượng, đúng rồi. Biết luôn hả? Một cái bụi lắm. Vậy coi như là tỷ số vẫn đang là 0-0 bởi vì cả hai bên đều sai. Sai cả. Bên này là cá thái thượng. Rồi, tiếp tục cá thứ hai. Sai. Thôi lại sang chính tả rồi anh ạ. Không được, cá mú cũng được. Với tư cách ban giám khảo, tôi công nhận đây là cá mú hay là bống mú thì đều ok. Đây là cách gọi. A few moments later. Là tôi tuyên bố luôn là cả hai đội của chúng ta đều chiến thắng, trong đó đội của CJ và Harry Won và Luân Vũ và Dennis thắng hơn một chút. Ok, đội này thắng hơn một chút. Rồi nào, thưa quý vị, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một mối quan hệ mà chúng tôi cho rằng rất đáng yêu. Chúng ta đều dựa, những cái xung đột nếu có xảy ra thì đều dựa trên tình yêu thương mà mới xảy ra, chứ chả ai là vì ngay ghét nhau từ đầu mà chúng ta lại phải căng thẳng cả. Chính vì thế, những cái gì gặp vấn đề từ yêu thương thì chúng tôi mong muốn hãy giải quyết nó bằng tình yêu thương. Đấy là thông điệp mà chương trình của chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng ạ.